cập nhật tình hình kinh doanh buôn bán tại tuyến đường Ngô Gia Tự, hay còn gọi là tuyến đường bờ hồ EK. Tuyến đường này thì kết nối từ trung tâm của thị trấn EK, chỗ đối diện trường Ngô Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, xuống tới bờ hồ EK. Xung quanh hai bên đường thì anh chị có thể thấy là kinh doanh buôn bán đã cực kỳ sầm uất, và hiện tại thì cái mức giá ở trên tuyến đường này dao động từ khoảng 280 triệu cho tới 400 triệu trên 1 mét ngang. Và cái mặt bằng kinh doanh ở đây thì nó dao động từ khoảng là 2 triệu cho tới 10 triệu trên một mặt bằng kinh doanh bình quân. Đó, anh chị thấy ở đây thì tập hợp tất cả các ngành nghề kinh doanh về ăn uống này, về ăn sáng, cà phê, ăn vặt, trà sữa vân vân. Buổi tối thì còn kinh doanh thêm là quán ốc hay là quán nhậu xuyên đêm. Và phía bên tay trái của Trung thì anh chị thấy chúng ta gần tới là khách sạn Hoa Lư. Đây cũng là một trong những khách sạn rất là nổi tiếng của huyện EK, một số cái tuyến đường của thị trấn EK, để anh chị cập nhật thông tin cũng như là để hỗ trợ khi anh chị đầu tư bất động sản tại huyện EK, tỉnh Đắk Lắk. Trong các video tiếp theo, chúng sẽ lần lượt review các tuyến đường kinh doanh sầm uất tại huyện EK.